Chào mừng cả các bác đến với video hướng dẫn cách sử dụng cài đặt công cụ wifi trong việc phun tưới hoa lan một cách tự động ạ. Đây, khi các bác nhận thì nó sẽ gồm có một cái phần chính là công tắc điều khiển wifi và cái này là cái dắt chuyển ba chân. Nếu nhà bác nào mà không có cái ổ cắm ba chân này thì các bác dùng cái dắt chuyển với hai chân nhé. Giờ em sẽ mở hộp luôn để hướng dẫn cho các bác này. Đây, có phần công tác chính của chúng ta đây, nó sẽ có một nút bật tắt thủ công ở đây. Bây giờ em sẽ tắt mất điện nhé. Đây, các bác có thể nhìn thấy cái đèn màu vàng nó đang chớp này, có nghĩa là báo là cái ổ cắm này chưa kết nối được cái mạng wifi nào. Đấy, thì bây giờ đầu tiên các bác sẽ phải vào dùng điện thoại của mình tải một cái ứng dụng. Đó. Ai dùng iOS thì sẽ vào Apple Store, còn ai mà dùng Android thì sẽ là dùng CH Play để tải ứng dụng có tên là Mi Home. Em sẽ để tên cái app mà ở trên góc màn hình. Mi Home đây. Mi Home ạ, màu xanh ạ. Và em đã tải rồi, để đỡ mất thời gian các bác đang xem ấy thì bác em sẽ mở luôn này. Đầu tiên là mở app lên thì nó sẽ bắt chúng ta đăng nhập. Thì các bác cũng không cần phải tạo tài khoản đâu nhé, thì liên kết với cả tài khoản Facebook của các bác luôn. Ấn vào cái biểu tượng Facebook ở đây ạ. Đây ạ, biểu tượng Facebook này. Chúng ta ấn tiếp tục. Chúng ta ấn tiếp tục với tên dưới tên nick Facebook của chúng ta. Rồi, chúng ta chờ một chút để đăng nhập. Ok, đã đăng nhập xong. Bây giờ để kết nối chúng ta ấn thêm thiết bị. Thêm thiết bị. Đây chúng ta sẽ chọn công tắc nguồn. Chúng ta sẽ chọn Mi Smart Plug Wi-Fi. Chúng ta ấn, nó hỏi chúng ta là cái trên ổ cắm Wi-Fi đã bật đèn vàng chưa. Chúng ta đã xác nhận và ấn tiếp. Rồi ạ. Phần này là phần nó hỏi chúng ta là kết nối mạng wifi nào. Thì các bác nhớ chú ý là cái công tắc wifi này các bác phải để ở trong vùng phủ sóng wifi nhé. Ít nhất ở trên cái điện thoại của mình phải được 2 vạch thì cái công tắc này nó mới hoạt động được. Chúng ta sẽ nhập mật khẩu wifi nhà mình là họ. Nhớ là cái chữ đầu nó đang viết hoa nhé. Các bác cẩn thận lưu ý là sai mật khẩu wifi nó không kết nối được đâu. Thì các bác chuyển cho em về chữ thường. Nếu có mật khẩu các bác là chữ thường thì các bác chuyển về chữ thường giúp em. Hoàng Phương là 2203. Mật khẩu nhà em là Hoàng Phương 2203. Nhớ chữ cãi đầu thường là nó sẽ viết hoa, nó sẽ tự động viết hoa. Thì các bác nếu mật khẩu wifi nhà mình không viết hoa thì các bác sửa lại là không viết hoa nhé. Lưu ý như thế, nếu không là chúng ta ấn tiếp là nó sẽ không kết nối được đâu. Bây giờ chúng ta tiếp. Nó bảo chúng ta là đi đến cài đặt wifi để mà kết nối với API wifi của cái này. Chúng ta sẽ cứ ấn vào cái nút màu xanh này thôi. Bây giờ nó sẽ có một cái wifi mới của cái công tắc này. Chúng ta ấn kết nối. Rồi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại app. Đó. Và nó đang kết nối ạ. Khi mà chúng ta thấy đèn màu xanh da trời ở trên công tắc wifi thì có nghĩa là nó đang kết nối thành công rồi. Nó đang kết nối và bây giờ đợi cái điện thoại này nó chạy. Ok. Đó, ấn xong. Và bây giờ nó hỏi là đặt tên cái phòng mà đặt cái công tắc này. Có nhà hàng, nhà vệ sinh. Chúng ta tùy các bác chọn thôi. Ví dụ em ở đây em đặt vườn. Ấn ok ạ. Ấn tiếp ạ. Nó hỏi chúng ta đặt tên cái thiết bị. Ví dụ em đặt tên ở đây là máy tưới lan. Đó, máy tưới lan. Sau đó em ấn tiếp ạ. Bây giờ ấn hay bắt đầu. Xong rồi ạ. Đồng ý và tiếp tục. Rồi ạ, bây giờ các chức năng của nó đã hiện lên nhé. Thì có các chức năng như là hẹn giờ này,
các bác muốn hẹn bao nhiêu giờ bật tắt thì các bác bấm vào đây. Đấy, hẹn giờ bật, hẹn giờ tắt. Đấy, hẹn giờ bật thì lại có là hàng ngày hoặc là mấy ngày trong một tuần, ví dụ là 2, 4, 6. Ok, hẹn giờ bật. Hẹn giờ bật. Rồi, 16. Bật là 20 giờ 30 chẳng hạn. Ok. Ờ, đấy là hẹn giờ bật ạ. À, bây giờ em sẽ thử cái chức năng bật tắt cái bóng đèn này nhé. Em sẽ chuyển cái phích cắm bóng đèn này sang phích cắm wifi. Nó sẽ hơi tối một chút này. Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. 1. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà bông, nước sạch. Bây giờ em sẽ bật tắt nhé. Có hai cách bật tắt, một là bằng điện thoại, hai là cái nút cơ ở đây. Nút cơ ở đây cũng có thể bật được này. Lập tức trên màn hình điện thoại nó cũng chuyển về màu đen, tức là công tắc đang tắt. Cách thứ hai là khi mà các bác ở cơ quan, ở một chỗ nào cách xa nhà mà các bác muốn bật thì các bác có thể bấm vào nút nguồn này. Thế nhá. Bật này. Đó. Còn cái phần đếm ngược này, ví dụ các bác là muốn sau 1 phút tắt thì các bác bấm vào đây cho em. Bật. Ok, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Mọi chi tiết các bác muốn mua sản phẩm hoặc là thắc mắc về sản phẩm hoặc là trong quá trình cài đặt gặp lỗi gì được, các bác cứ liên hệ cái số điện thoại em để dưới video. Và bộ sản phẩm này nha, em đang bán ra với giá là 300.000 nhá. Rất là tiện lợi, không chỉ sử dụng cho việc tưới lan, các bác có thể lắp những cái loại máy bơm mà là công tắc điện cũng rất là hợp lý ạ. Và nhà em đang bán cùng kèm cùng với mặt hàng phun tưới hoa lan. Nếu mà đặt cùng mặt hàng phun tưới sẽ được giảm giá còn 250.000 ạ. Bộ sản phẩm em vừa hướng dẫn cách sử dụng sao cho các bác có thể tự động tự cài đặt tại nhà. Có thắc mắc gì các bác cứ liên hệ đến bên em sẽ tư vấn các bác một cách cụ thể và chi tiết nhất ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.